chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Tối hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc siêu VIP từ đại gia đình của chị Châu ha. Đại gia đình của chị là ở Tây Ninh quý khách nha. Hôm nay là đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là những cái sản phẩm nè, rất là đẹp luôn ha. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu lần lượt từng sản phẩm cho quý khách xem ha. Trên tay của chị là đang đeo xi men nè quý khách nè. Rất là đẹp luôn, hai bộ nha. 14 dòng xi men Vinh Hoa Phú Quý ạ. Cái mẫu này là bản 5 ly nha khách. Rất là đẹp. Một lượng 6 phân lẻ 5 ly. Một lượng 6 chỉ lẻ 5 phân ạ. Đây. Rất là sáng luôn nha. Rồi, tiếp theo là những sản phẩm hôm nay ủng hộ em nè. Cái mẫu này là mẫu lắc ha. Đây là lắc bản rồng ạ. Lắc bản rồng nổi ha. Bên đai của nó là đai hàng rào có phun cát. Dạ, phom lắc này có trọng lượng là 1,5 cây 7 phân 1 ạ. Rồi, tiếp theo là một cái sợi dây hồng công trơn. Mẫu dây hồng công trơn này là hàng hot luôn nha. Đeo hoài được hoài, không bao giờ lỗi mốt nữa nè. Sợi dây này nặng của nó là cỡ khoảng 1 lượng hơn. Đây, 1 lượng 5 chỉ 3 phân 7 nha. Khóa hộp xoay ạ. Mẫu này là nhà em có ống trúc nè, ống kim tiền, ống rồng nữa nha. Rồi, bên này là cũng là dây cong hồng công nhưng mà cái dạng này là có nối thêm ống này, ống vuông rồng nổi à. Này, đường mấy bào nó rất là đẹp nha. Phom dây này là gần 1 lượng nha quý khách nha. Rồi, hai cái mặt dây chuyền hôm nay ủng hộ em là một cặp ha. Dây chuyền mặt chữ phúc à. Oval cắt máy 5D ha. Xuất sắc chưa? Mặt này là cỡ khoảng 1,6 hơn một cái ha. Rồi. Rồi những sản phẩm mà hôm nay gia đình của chị đến ủng hộ em có giá trị là 205.800.000 đồng ha quý ha. Địa chỉ của tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rất là cảm ơn đại gia đình mình hôm nay đến ủng hộ tiệm em nha. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay là có hai vợ chồng của chú Quốc ha. Hai cô chú là hôm nay đến tiệm vàng Kim Thành Thảo sắm một bộ nữ trang vàng cưới cho cô dâu ha quý khách ha. Đây, những cái sản phẩm mà hôm nay cô chú chọn nè. Toàn là những hàng mới, hot và đẹp luôn nha quý khách nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho quý khách xem. Đầu tiên là một cái bộ kiềng, vòng kiềng hoa mai. Đây, mẫu kiềng này là kiềng quấn hoa nha. Hoa mai dưỡng lá rất là đẹp luôn nè. Mẫu này cô dâu đeo lên, đeo mặc áo dài vẫn đẹp và mặc si rê đẹp nữa ha. Mẫu kiềng này có trọng lượng là 7 chỉ 6 phần 6. Đi chung với nó là một cái dòng nha quý khách nha. Dòng hoa mai luôn. Dòng quấn hoa này trọng lượng của nó là 3 chỉ hơn nha. 3 chỉ 2 phần 6. Quấn hoa rất là đẹp. Đủ ni đủ size nha. Rồi, một chiếc nhẫn hoa mai đúc. Nhẫn này nặng 2 chỉ 1 nha. Này hàng đúc nha quý khách. Và tiếp theo là một đôi bông. Đôi bông này là dạng bông toàn ten, cũng là hoa mai luôn. Cô dâu đeo toàn ten là lên hình nó sẽ đẹp hơn, rất là sáng. Rồi ạ. Tiếp theo là hai cái vòng. Một cặp vòng này là vòng bản nha. Vòng bản này cao khoảng 2 phân. Một chiếc trung bình có khoảng 3 chỉ nha. Vòng đây này là vòng đế nha quý khách. Cái dạng vòng đế này thì nhà em có từ 1 chỉ trở lên, có khóa và không khóa luôn. Đây, nó có chạm hoa mai đều hết cả cặp vòng luôn ha. Và siêu phẩm cuối cùng là một cái lắc. Lắc này là dạng lắc khoen lọc. Trọng lượng của nó là 4,5 chỉ hơn ha. Quá đẹp luôn. Đây. Rồi ạ. Tổng những sản phẩm mà hôm nay cô chú đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo nặng trọng lượng vàng thì nặng có khoảng là 2,5 cây, có giá trị là 131.742.000 đồng nha quý khách nha. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Tối hôm nay là em có lọc của chị Trinh ha quý khách ha. Chị ở Vĩnh Lộc hôm nay là đến ủng hộ em nè. Những cái sản phẩm rất là đẹp luôn nè.
Đây, giới thiệu cho quý khách xem ha. Mẫu dây nè, trời ơi, dây này dây giác lá oval nha, cách máy theo công nghệ mẫu Ý luôn, sáng chiếu luôn. Đây ạ, phong dây cực kỳ xuất sắc luôn ha. À, sợi dây em đang cầm trên tay có trọng lượng là 3 chỉ 7 phân 4 nha quý khách nha. Phong này là nhà em có từ 1 chỉ 7 trở lên, lên tới 3 lượng luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo là hai chiếc nhẫn, nhẫn vip. Mẫu nhẫn vip này là hột vàng ha, đai nó lại vừa tấm ba ghét mà tấm vàng luôn đó, đẹp lắm. Hai tầng két nè, cái này là nhà em có đủ màu luôn ha. Chiếc nhẫn này trọng lượng của nó là 2 chỉ 3 phân rưỡi. Rồi, tiếp theo là một chiếc nhẫn nam, hột xoàn nhân tạo, mặt vuông ha, một hột 4 chấu. Cái này là dạng đai lưới nè, form đẹp cực kỳ luôn. Cái hàng này là hàng cao cấp nha. Đợt này về cái nhà, những cái form nhẫn như vậy có 1 chỉ mấy thôi mà nhìn rất là đẹp, giống y mẫu Ý luôn ha. Đeo em tay luôn. Và siêu phẩm cuối cùng là một đôi bông tim. Đây, quay sát cho khách hàng coi nè. Bông tim hột vàng ha, hai tầng két. Cái dạng này là dạng bông đẩy nha quý khách nha, nhà em có đủ màu luôn. Đôi bông này nặng của nó là cỡ khoảng 508. Rồi, những sản phẩm hôm nay mà ủng hộ em nè, có giá trị là 30.300.000 nha. Em bỏ hộp hết luôn nha chị nha. Cảm ơn chị Trinh đã yêu thương ủng hộ tiệm em nha. À, tối hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của hai vợ chồng chị Ánh ở Bình Tân quý khách ha. Hôm nay là đến ủng hộ em, gồm có dây nè, mặt và bông tai. Đây. Này, hôm nay là anh chị chọn những mẫu rất là dễ thương, nhỏ nhẹ xinh xinh thôi ha. À, dây này là dây than nha quý khách nha. À, dây than mẫu đúc ạ. À. Dây này là trọng lượng của nó là cỡ khoảng 1 chỉ 02 ly. Mặt dây chuyền là Chanel viền tắm rồi viền kim tiền cắt máy luôn ha. À, cái mặt dây chuyền này là 3 phân rưỡi và một đôi bông bật ngôi sao. Cái này là dạng 2 tầng nha, vừa cắt máy vừa cắt tắm luôn. Đôi bông này nặng là cỡ khoảng 6 phân 2 ạ. À. Đây, rất là đẹp luôn ha. Cả bộ về dễ thương nè, có 2 chỉ thôi. Đó, 7.830.000 nha quý khách nha. Này là lát nữa em gói hộp cho anh chị luôn ha. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đến ủng hộ tiệm em nha. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của chị Mai, mình ở Hóc Môn nha. Hôm nay là ghé ủng hộ em hai bộ xi men. Đây, xi men này hôm nay chị lựa hai bộ đẹp lắm quý khách. Cái mẫu này em cũng mới vừa cập bến luôn, hàng rất là đẹp nha. Bản này là bản 3.5 ly xi men nha, chữ Vinh Hoa Phú Quý. Đợt này cái dòng chữ này là nó có chạy máy luôn nha, đẹp lắm. Nó có chạy máy đường bi á, và nó có xen kẽ hoa mai, tượng trưng cho sự may mắn nè. Hai bộ này là ni 50 nha quý khách nha. Có trọng lượng là 1 lượng lẻ 1 phân, là tương đương nó cỡ khoảng 5 chỉ hơn xíu thôi. Này rất là đẹp luôn nè. Đây, xuất sắc luôn quý khách. Đây này, mượn cái tay điện quay. Ôi, đẹp chưa? Rất là sáng nha. Và đặc biệt là những cái đường chữ mà nó chạy máy như vậy thì đeo nó rất là bền nha quý khách nha, nó không có bị phai. Quá xuất sắc. Hai bộ này có giá trị là 35.047.000 nha khách hàng nha. À, rồi, cảm ơn chị Mai nhiều nha. Cảm ơn mình hôm nay đến hộ tiệm em ạ. À, dạ quý khách ơi, tiệm địa chỉ của tiệm em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Hiện tại là tiệm chỉ giao dịch ở ngoài tiệm thôi, chưa buôn bán gì trên online hết nha. À, kính báo đến quý khách hàng để tránh tình trạng bị lừa đảo nha quý khách ha. Cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều ạ. À. Em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, chiều hôm nay là có chị Hồng ở Bình Tân quý khách. Hôm nay là đến ủng hộ cho em là gồm có dây nè, bông tai và lắc nha quý khách nha. Đây, những cái món hàng rất là dễ thương luôn. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho quý khách xem mẫu lắc ha. Lắc này là thẻ chữ nhật, nó làm dập sao nổi ha, sao cắt máy luôn. Từng cái mắt của nó là mắt hàng rào nè. Phong lắc này nặng cỡ khoảng 3 chỉ 7. Rồi, tiếp theo là một cái sợi dây, dây và mặt luôn ha. Dây này rất là đẹp luôn nha quý khách nha. Dây này là dây ống kim tiền, có giác kim tiền nhỏ nè. Cái form này là form nhỏ cho nên nó sẽ không có rõ nét bằng những cái dây lớn ha. Sợi dây này nặng cỡ khoảng 1 chỉ hơn xíu, và một cái mặt rất là dễ thương luôn. Mặt đây là mặt hàng cao cấp nha, mặt vuông tấm. Cái này là làm hàng giả xoàn nè.
À, rất là xinh luôn ha. Rồi, à, siêu phẩm cuối cùng chị ủng hộ em là một cái đôi bông. Bông này là dạng bông bạc nha, bông bạc giò gà. Tòng ten rơi nhẹ vừa phải thôi, rất là xinh. Vừa cái tắm vừa cắt máy luôn. Đôi bông này là nặng 8/6 ha, quá đẹp. Rồi, những sản phẩm mà hôm nay chị đến ủng hộ em có giá trị là 22.200.000 đồng nha quý khách nha. Em gói hộp cho chị luôn nghe chị Hồng, bỏ hộp cho chị luôn nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị hôm nay đến ủng hộ tiệm em nha. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, chiều hôm nay là có hai vợ chồng của chị Hồng, hôm nay là hai anh chị đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo, gồm có một cái vòng hàng cao cấp nha quý khách nha. Đây, vòng làm mưa làm gió đây. Cái vòng này là vòng bản giáp lưới caro nha quý khách nha. Vòng bản cao 8 phân ạ. À, rất là đẹp nha, sáng cực kỳ luôn. Cái này là vòng bản giáp lưới, nó làm cắt máy hết cả quanh cái vòng luôn ha. Hai khóa ạ, khóa xước và thêm khóa dự phòng nữa nha. Một cái vòng như vậy trọng lượng của nó là 1 lượng 03/7 ạ. Sáng chiếu luôn ha. Rồi, cho em mượn cái tay của em đeo cho chị luôn ha. Cái dạng này là dạng dòng dẻo nha quý khách nha, cho nên đeo rất là êm tay, không có sợ bị cấn. Đẹp quá không? Đeo những cái chị mà tay mắt hay có mắt xương á, đeo mấy cái dòng này nó theo cái điểm nè, sang trọng. Rồi, cái dòng này có giá trị là 36.380.000 nha quý anh chị nha. Rồi, em rất là cảm ơn chị Hồng ạ. À, cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha.